Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay mình có một nhiệm vụ, đó là đi tìm kiếm những chiếc xe đồ chơi phía sau lưng mình nè các bạn. Mình sẽ tìm kiếm những chiếc xe đồ chơi đang bị chôn vùi dưới đây nha các bạn. Rồi, let's go nè các bạn ơi. Rồi, bắt đầu từ bên đây nha. Rồi, đào ra. Mình hất cục đá này ra luôn nha các bạn. Bỏ cục đá này ra luôn. Rồi, đào ra, đào ra. Ở đây có cái gì nè các bạn ơi. Đây nè, đây nè, đây nè. Wow, cái bánh xe rất là to luôn nè các bạn. Để mình lấy cái xe này đây nha các bạn. Nặng quá à. Mình đã tìm thấy một chiếc xe ủi cát nha. Bây giờ mình sẽ giải cứu bạn này ra khỏi cái bọc này nha các bạn. Mang ra đây nào. Giải cứu bạn này ra khỏi cái bọc luôn. Wow. Bạn này đẹp chưa các bạn ơi. Chúng ta có một cái ủi cát màu vàng nè các bạn. Ủi cát nè. Wow. Ủi cát nè các bạn. Rồi phía sau là cái cabin màu đỏ nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Có hai cái ống khói hai bên luôn nè các bạn ơi. Wow, chiếc xe này đẹp quá à. Mình sẽ để bạn này ở đây đây nha. Đó, để bạn này đây đi. Rồi mình sẽ đi tìm kiếm tiếp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đào ở đây nha. Đào ra nào. Wow. Mình sẽ lấy cục đá ra luôn. Rồi ok. Đào ra. Oh, mình tìm thấy rồi nè các bạn ơi. Đây nè, đây nè, đây nè. Wow. Đây là chiếc xe gì đây nè các bạn ơi. Rồi. Mình sẽ kéo bạn xe này lên nha các bạn. Wow. Đây là một bạn xe lưu đang bị nhốt trong cái bọc. Rồi mình giải cứu bạn này ra luôn nha. Đây, giải cứu bạn này ra. Ok. Mình đã tìm thêm được một bạn xe lưu nữa rồi các bạn ơi. Bạn xe lưu này cũng rất là đẹp luôn nè các bạn. Wow, bạn xe lưu này nhiều màu quá các bạn ơi. Chúng ta có cái lưu này màu vàng nè các bạn. Còn cái cần màu đỏ nha. Wow, còn cái cabin này màu xanh nha các bạn. Cái mâm thì là màu vàng luôn. Bạn xe lưu này cũng rất là đẹp nha các bạn. Lưu đường nè. Bạn xe lưu này lưu đường cho láng nha. Hay chưa các bạn ơi. Rồi mình sẽ để bạn xe lưu này ở trên kia luôn nha. Đây, để bạn chung với lại bạn xe xúc nha. Hai bạn ở đây đi, mình đi tìm kiếm tiếp đây. Rồi chúng ta sẽ ra cái núi cát này nha các bạn. Đào ra, đào ra. Đào ra nào, đào ra. Wow. Chúng ta đã thấy được một cái bánh xe rồi các bạn ơi. Nhưng mà cục đá này đang đè lên. Rồi. Lấy cục đá này ra luôn. Đào ra nào. Hay quá các bạn ơi. Mình sẽ lôi bạn này ra luôn nha. Rồi, xem bạn này bạn xe gì đây. Wow. Bạn này to quá các bạn ơi. Nè. Thì bạn này rất là to luôn. Rồi, lấy bạn nó ra luôn nha. Đó, xe đây. Wow. Đây là bạn xe gì nè các bạn. Đây là bạn xe than hả các bạn ơi. Đúng rồi, đây là một bạn xe than. Chúng ta có cái than rất là dài luôn. Xe than này sẽ đưa người lên trên cao làm việc nha các bạn. Cái than rất là dài luôn. Xe than này phía trước là màu đỏ nè các bạn. Còn phía sau cái than này là màu vàng nha các bạn. Rất là dài luôn nha. Mình đã tìm thêm được một bạn nữa. Mình sẽ để chung với lại các bạn này luôn nha các bạn. Để chung với các bạn này luôn. Rồi. Bạn này ở đây đây. Đó, chúng ta sẽ đi tìm kiếm tiếp nha. Tiếp theo đây nha các bạn. Mình sẽ đào đây nha. Đào đây ra nào. Đây rồi, chúng ta tìm thấy rồi nè các bạn ơi. Đây nè. Lấy cục đá này ra luôn. Ok. Rồi, đào ra nào các bạn ơi. Wow. Thêm một bạn gì đây. Bạn này cũng rất là to luôn nè các bạn ơi. Mình sẽ lấy bạn này ra. Lấy ra. Ok. Đây là một bạn xe ben các bạn ơi. Rồi, để mình giải cứu bạn này ra khỏi cái bọc nha. Chúng ta có thêm một bạn xe ben nha các bạn. Phía sau cái ben là màu đỏ nè. Còn phía trước lại màu xanh nha các bạn. Nhìn rất là đẹp đúng không các bạn. Rồi, mình sẽ để bạn này chung với các bạn kia luôn nha. Để chung với các bạn này luôn. Rồi, ok. Tìm kiếm tiếp nào. Đây nè các bạn ơi. Mình sẽ đào cái núi cát này ra nha. Đào núi cát này ra. Rồi mình sẽ lấy cục đá ra. Bỏ qua đây. Ok. Đào ra. Wow. Chúng ta có thêm một chiếc xe gì nữa đây. Wow. Hai bánh xe rất là to luôn các bạn ơi. Rồi đào ra nào. Đây là xe gì nè các bạn ơi. Chúng ta có một cái cần đây nè. Rồi. Đào ra. Để mình lấy ra luôn. Wow. Bạn này nặng lắm. Bạn này bạn xe gì đây. Lấy ra coi. Xe ra nào. Giải cứu bạn này khỏi cái bọc nha. Wow, đây là một bạn xe than các bạn ơi.
À, chúng ta có thêm một bãi xe than nữa. Cái than này màu đỏ nè, còn phía trước này màu xanh nha các bạn. Bãi xe than này cũng rất là đẹp luôn. Còn bãi xe than kia là phía trước màu đỏ, còn phía sau là màu vàng. Hai bạn này nhìn cũng rất là đẹp nha. Rồi, để chung với lại bãi xe than này luôn nha. Đây, bạn xe Ben xích qua nào. Chúng ta sẽ để chung hai bãi xe than với nhau. Rất là đẹp luôn các bạn. Rồi, tiếp tục thôi, mình sẽ đi tìm kiếm tiếp nào. Đây, chúng ta còn ba cái núi cát nữa. Rồi, mình sẽ đào cái núi cát này ra nha các bạn. Ok, đào ra nào. Đào ra nào. Ồ, lấy cục đá này ra luôn. Rồi, chúng ta sẽ bỏ cục đá này ra đây. Ok, đào tiếp thôi các bạn ơi. Chúng ta đã thấy rồi nè. Thấy rồi các bạn ơi. Chúng ta thấy một chiếc xe gì đây. Chiếc xe gì đây các bạn ơi. Rồi, để mình đào ra nha. Đào ra. Ok. Bây giờ mình sẽ lấy bằng này ra nha các bạn. Nặng quá các bạn ơi, nặng quá à. Wow. Đây là một bãi xe gì đó các bạn. À, rồi, để mình lấy ra luôn nha, cho các bạn xem. À, đây là bãi xe gì các bạn ơi. Đúng rồi, đây là một bãi xe Ben các bạn ơi. Kia Ben cát màu đỏ luôn nha. À, bãi xe Ben này giống bãi xe Ben kia luôn nè các bạn. À, hai bạn này giống nhau luôn nè. Hay chưa nè. Wow, hai anh em sinh đôi nha. Rất là đẹp luôn đúng không các bạn. Rồi, để bạn xem bên nó đây đi. Mình sẽ đào tìm kiếm tiếp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đào tiếp cái núi cát này nha. À, trên này có một cục đá rất là to. Rồi, mình sẽ lấy cục đá ra luôn. Ok, rồi, đào ra nào. Wow. Đây là chiếc xe gì đây? Đào ra. Chúng ta thấy được cái bánh xe rồi các bạn ơi. Rồi, để mình lấy chiếc xe này ra nha. Wow, nặng quá các bạn ơi. Nặng quá à. Wow, chúng ta có thêm một chiếc xe lu. À, đây là một chiếc xe lu nha các bạn. Rồi, mình sẽ giải cứu bạn xe lu này ra luôn. À, giải cứu bạn xe lu ra. Wow, đây là bạn xe lu nè. Rất là đẹp luôn các bạn. Bạn xe lu này phía trước là màu vàng, à, còn phía sau này màu xanh luôn nha. À, rất giống bạn xe lu kia. Rồi, đẩy thôi. Mình sẽ đẩy lu cái đường này nha. À, lu cái đường này cho bằng phẳng nha các bạn. In lu cái đường này nè. Wow, bạn xe lu này chơi cũng rất là hay nha. Rồi, mình sẽ để bạn xe lu ở đây đi. Ok, mình sẽ đi đào tiếp nha. Rồi, mình sẽ đào cái núi cát này. Mình bỏ cục đá này đây nha. Bỏ ở đây nè. Rồi, đào thôi. Wow. Cái núi cát này có chiếc xe gì nè các bạn ơi. Ồ, có cái cần xúc mà. Xe này là xe gì đây. Rồi, để mình lấy bạn này ra luôn. Đây là một bạn xe xúc các bạn ơi. Rồi, mình sẽ giải cứu bạn này ra khỏi cái bọc luôn. Wow, đây là bạn xe xúc các bạn ơi. Wow, cái cần xúc màu vàng. Còn cái bạn này là màu đỏ nha các bạn. Xe xúc này chơi cũng rất hay nha. À, xúc được rất là nhiều cát nha các bạn. Đổ cát ra nè. À, xúc ra. Đổ ra nào. Rồi, mình sẽ lấy bãi xe xúc này đi đào cái núi cát kia tìm kiếm tiếp nha các bạn. Rồi, bãi xe xúc chạy lên đây đào tìm kiếm nha. In. Rồi, bây giờ sẽ lấy cục đá này ra nha. Rồi, đổ ra đây nè các bạn ơi. Wow, bãi xe xúc này chơi hay quá à. Ủi cát ra nè các bạn ơi. Ui cát ra nè. Bị xúc mất tiêu cái này rồi. Bạn xe xúc này mới chơi là bị xúc cái này rồi các bạn ơi. Để mình gắn lại nha. Gắn lại nào. Ok, mình đã gắn lại chắc hơn rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ xúc cát tiếp nha các bạn. Rồi, xúc cát tiếp nào. Ui cát ra đây nè. Đổ ra nào. Xúc cát tiếp. Đổ ra nào. Wow, các bạn ơi, chúng ta đã thấy thêm một bạn xe gì nữa nè. Rồi, mình sẽ ủi cát ra tiếp nha. Ủi cát ra, giải cứu bạn này ra luôn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ lấy bạn này ra nha các bạn. Đây là bạn xe gì đây? Wow, bạn này nặng quá các bạn ơi. Để mình giải cứu bạn này ra nha. Wow, đây là một bạn xe gì các bạn ơi? Đúng rồi, đây là một bạn xe cậu múc cát. Rồi, mình sẽ giải cứu bạn này ra khỏi cái bọc luôn nha các bạn. Đây, xé đây ra nha. Mình lấy bạn này ra cho các bạn cùng xem nha. Wow, bạn này rất là đẹp luôn các bạn ơi. Có cái cần múc cát rất là dài luôn nè. Xoay qua nè. Cái cần múc cát này màu vàng nha các bạn. Còn cái xe phía trước này màu xanh nước biển nha. Rất là đẹp luôn. Rồi, mình thử múc cát coi. Đây, cào cát ra coi.
Múc cát ra. Rồi mình sẽ múc cát lên bàn xe ben nha. In 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 in. Quay đầu xe nào. Mình sẽ múc cát lên bàn xe ben nha. Múc cát lên bàn xe ben. Đi đổ cát nào. Bạn xe cậu múc cát này chơi rất là hay nha các bạn. Múc rất là nhiều cát luôn. Wow, hay quá các bạn ơi. Múc cát lên bàn xe ben nha. Sắp đầy rồi các bạn ơi. Bạn sẽ tổ múc cát này làm việc rất là hay luôn. Chúng ta múc mới xíu đây là đã sắp đầy rồi. Rồi ok, bạn sẽ cổ múc cát đã múc đầy rồi. Giờ bạn xe ben sẽ đi đổ cát nha các bạn. Rồi ben cát xuống nào. Wow, chơi rất là hay luôn. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta đã tìm được rất là nhiều chiếc xe đúng không các bạn? Đó, nhìn lại những chiếc xe này mình tìm được nè các bạn ơi. Mình đếm ngoài nãy giờ mình tìm được bao nhiêu chiếc xe nha. Một chiếc xe nè, hai chiếc xe nè, ba chiếc xe nè, bốn chiếc xe nè, năm chiếc nè, sáu chiếc nè, bảy chiếc nè, tám chiếc nè và chín chiếc xe. Wow, chúng ta tìm được 9 chiếc xe luôn các bạn ơi, rất là nhiều đúng không các bạn? Nhưng mà các bạn ơi, bây giờ trời đã trưa nắng rồi, mình phải về nhà ăn cơm, học bài, làm bài tập nữa. Rồi, hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.